Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói với người tiên nhiệm Việt Nam Bùi Thanh Sơn là Việt Nam cần cảnh giác trước việc tham gia bè cánh để chống đối nước khác trong khu vực nhân chuyến thăm 2 ngày của ông Sơn đến Trung Quốc. Hôm 4 tháng 4, ông Sơn đã gặp và hội đàm với ông Vương, vốn cũng là chủ nhiệm văn phòng Ủy ban công tác đối ngoại của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, tiếp giáp với Việt Nam, thông tấn xã Việt Nam cho biết. Nói với ông Sơn, ông Vương đã kêu gọi hai bên cùng bảo vệ công bằng và bình đẳng quốc tế, tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trên những vấn đề liên quan đến lợi ích chủ chốt chung, bản tin của Tân Hoa Xã cho biết. Ông Vương cũng được Tân Hoa Xã dẫn lời kêu gọi ông Sơn cảnh giác, đừng tham gia bè cánh để chống đối nhau trong khu vực và đừng lập những tiểu hội nhằm gây tổn hại cho hòa bình và ổn định trong khu vực. Bản tin của Thông tấn xã Việt Nam và các báo do nhà nước quản lý ở Việt Nam không cho biết những điều ông Vương nói như trên trong cuộc gặp với ông Sơn. Trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc lần này, ông Sơn cũng đã gặp bí thư khu ủy Quảng Tây Lưu Ninh để thúc đẩy tỉnh này tạo thuận lợi tối đa cho hàng nông sản Việt Nam nhập khẩu vào Trung Quốc. Ngoài ra, ông Sơn cũng đã đến thăm thác Bản Dốc mà phía Trung Quốc gọi là Đức Thiên, nằm ở biên giới hai nước để khảo sát cách làm thí điểm là cùng tổ chức du lịch chung tại danh thắng này.